Xin giới thiệu một gương mặt chuyên gia tư vấn tài chính và đầu tư quốc tế, ông David Jensen, cũng sẽ tham dự trong buổi hội thảo ngày hôm nay và trình bày với chúng ta chủ đề liên quan đến chiến thuật và cơ hội kiếm tiền trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và ngân hàng. David Jensen là chuyên gia tư vấn quản trị với hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam ở nhiều ngành nghề khác nhau, từ các tổ chức phi lợi nhuận, tư vấn nhân sự, phân phối, bán hàng, sản xuất cho đến các dịch vụ tài chính. David đến từ Mỹ, tốt nghiệp cử nhân ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại học Brigham Young. Ông thông thạo 4 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Hoa. David đam mê lĩnh vực tài chính và đã được cấp giấy phép hoạt động như một nhà môi giới tài chính tại Việt Nam. Quý vị sẽ không bất ngờ vì David sẽ trình bày bằng tiếng Việt. Xin mời. Xem mà micro bật chưa? Rồi, có vẻ bật rồi. Kính chào quý vị, mình tên là David Jensen, có cả tên tiếng Việt, nếu mà muốn gọi bằng tên tiếng Việt là Trung. Kể một câu chuyện ngắn hồi đó, tại sao có tên Trung á, bởi vì mình học tiếng Việt, thì thầy giáo xem là trong lớp ai học kém, thì không thể đặt tên là kém, nên phải đặt tên là Trung vì đứa này là trung bình nhất trong lớp. Nhưng mà đến bây giờ là nói khá hơn một chút. Kể vui thôi. David là gốc người Mỹ, ở Việt Nam được 9 năm và đã trở thành con rể Việt Nam. Nên không biết là ở đây bao lâu nữa, nhưng mà có thể là còn lâu, cũng không biết được ha. Cái đề tài hôm nay mà David muốn chia sẻ với mọi người là về vấn đề kiếm tiền trong lĩnh vực chứng khoán. Nhưng mà trước khi đi vào đề tài á, David muốn tham khảo, khảo sát và có sự đóng góp của quý vị. David xin hỏi ở đây thì có ai đầu tư chứng khoán không? Có thì giơ tay lên. Thì mình thống kê là bao nhiêu? Hiện nay ai đang sở hữu chứng khoán thì giơ tay lên. Ok. Những người mà hiện nay có đầu tư chứng khoán hoặc là thời gian qua có đầu tư chứng khoán, thì những người mà đã từng bị lỗ thì xin giơ tay lên. Rồi những người mà đã đầu tư lời thì xin giơ tay lên. Ít hơn nhiều. Ok. Thì có vẻ là cái đề tài mà David muốn nói hôm nay thì nó rất là gần gũi và thực tế với nhiều người trong đây. Và một số người mà chưa tham gia đầu tư chứng khoán, có thể là bởi vì họ chưa có đủ tiền hay là họ lo sợ, thì đây cũng là một cái đề tài mà chúng ta có thể sử dụng và áp dụng. Lý do tại sao hôm nay David không có một cái buổi, một cái presentation bằng PowerPoint, bởi vì cái thông điệp của mình rất là đơn giản, hết sức là đơn giản, chỉ có 3 ý thôi. Và nếu mà quý vị nhớ được 3 cái ý đó và áp dụng được, thì mình sẽ tránh cái việc mà mình lỗ, và mình sẽ bảo vệ cái tài sản của mình sẽ có khả năng kiếm lời cao hơn. Và đây là những cái mà David chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân, vì mình cũng đã từng lỗ, đã từng lời và đã từng lỗ. Mình cũng đã trải qua, đồng thời mình sẽ chia sẻ những cái mà mình đã học được từ những người khác trong thời gian qua. Làm việc trong lĩnh vực chứng khoán thì mình chỉ làm việc trong lĩnh vực này 2 năm qua. Nhưng mà đam mê chứng khoán thì cũng từ khoảng 6 năm qua. Và mình cũng tự nghiên cứu khá nhiều và tự đầu tư và tự rút kinh nghiệm. Thì để chúng ta kiếm tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bây giờ đã phải nói 3 điều mà chúng ta phải nhớ. Cái điều đầu tiên, mọi người ghi lại ha, rất là quan trọng, muốn kiếm tiền trong lĩnh vực chứng khoán thì đừng để mất tiền. Nó phải lặp lại ha, muốn kiếm tiền trong lĩnh vực chứng khoán thì đừng để mất tiền. Ok. Cái điểm này có gì chưa rõ không? Rồi, vậy thì đã phải nói qua cái điều thứ hai ha. Cái điều thứ hai á, muốn kiếm tiền trong lĩnh vực chứng khoán thì chúng ta phải giảm cái chi phí mà chúng ta tham gia đầu tư chứng khoán. Và cái vấn đề thứ ba á, là đầu tư phải có kế hoạch. Ok, 3 điều thôi, chỉ cần nhớ 3 điều và làm tốt 3 điều thôi, là không để mất tiền, giảm chi phí và đầu tư có kế hoạch. Ok. Vậy là xong rồi. Đưa, chưa xong. Ok, bây giờ nói về cái điều thứ nhất là chúng ta làm sao để không bị mất tiền. Ở đây thì David muốn nói một cái định nghĩa.
Có hai cái từ mà chúng ta rất là quen thuộc, đó là từ đầu cơ và đầu tư. Và chúng ta nhiều lúc sẽ nhầm lẫn giữa từ đầu cơ và đầu tư. Và chính bản thân mình đã từng lỗ nặng chính vì mình nhầm lẫn giữa hai từ này. Đầu cơ là cái gì mình định nghĩa trước? Đầu cơ, đầu cơ là mình có một cái giao dịch hay là một cái hoạt động về tài chính mà có tính rủi ro cao và không bảo toàn vốn mà mình bỏ ra. Mình dùng vốn đó, mình cầm cố, mình đánh cược, đó là đầu cơ. Đầu cơ thì có nhiều cách đầu cơ, mà trong lĩnh vực chứng khoán phải nói là đó là một cái hoạt động rất là phổ biến và xảy ra thường xuyên, là chúng ta đinh ninh là mình đang đầu tư chứng khoán mà chúng ta thật ra là đang đầu cơ. Ok. Nói về cái căn bệnh đầu cơ, vì tôi đã từng bị mắc cái căn bệnh đó và tôi thấy nhiều người khác cũng bị mắc cái căn bệnh đầu cơ. Có triệu chứng gì? Giờ tôi lại kê, đây là những cái rất là gần gũi về thực tế, thì mong quý vị đừng có phật lòng nhé, vì đây là những cái kinh nghiệm mình chia sẻ thực tế. Đầu cơ, một cái dấu hiệu là chúng ta giao dịch thường xuyên. Tôi mua mã này hôm nay, tuần sau tôi bán, hoặc là có thể là tháng sau tôi bán. Chúng ta giao dịch thường xuyên. Để, bây giờ mình khảo sát một lần nữa, cái này cũng hơi tế nhị, nếu mình cảm thấy không dám nói thì không sao. Ở đây thì có ai mà đã từng mua một cổ phiếu mà sau một tuần hoặc là chưa đến một tuần là bán ra? Ok, cảm ơn quý vị đã rất là can đảm giơ tay lên. Có ai có thể là không phải là một tuần mà trong vòng một tháng là đã bán ra, có không? Ok. Trong đây có ai mà đã từng mua một cổ phiếu và giữ trên một năm không? Tốt. Ok. Đầu cơ thứ nhất là ngắn hạn, giao dịch thường xuyên, và mình chỉ coi vào thị trường giá lên giá xuống, chứ không phải là đi sâu vào cái giá trị của cái công cụ hay là chứng khoán mà mình đầu tư, hay là cái công ty mà mình đầu tư. David đã từng mua một cái mã hoặc là một vài mã mà mình thật sự không hiểu gì về công ty đó. Mình chỉ thấy là ok, phân tích kỹ thuật có vẻ tốt, thôi mua đi. Thì đó là gọi là đầu cơ. Bây giờ mình định nghĩa đầu tư ha. Đầu tư khác đầu cơ như thế nào? Đầu tư là sắm một cái tài sản mà có khả năng sinh lời và có khả năng bảo toàn vốn mà mình bỏ ra. Ok. Một cái định nghĩa khác nữa là đầu tư, đây là cái định nghĩa của Warren Buffett ha. Ông là cái nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Và tôi khẳng định với quý vị á, là ông ấy không đầu cơ. Và có lẽ là chưa từng đầu cơ. Ok. Ông ấy nói rằng khi mà ông ấy quyết định mua một cái gì đó hay là đầu tư một cái gì đó, thì nếu mà hôm nay thị trường đóng cửa và đóng cửa trong 5 năm, ông ấy không lo. Và ông ấy không cần biết hôm nay, ngày mai, tháng sau thị trường sẽ như thế nào. Vì sao? Ông ấy cũng có một cái nữa là ông nói là tôi không đầu tư bất cứ một cái công ty mà tôi không có hiểu rõ về nó. Ông ấy là người giỏi nhất về lĩnh vực đầu tư tài chính, mà không hiểu thật là rõ về công ty đó thì ông ấy không đầu tư. Có một cái thời điểm mà khi mà bên Mỹ thì thị trường có bong bóng về những cái công ty .com, những cái công ty về trang web và công nghệ thông tin. Và Warren Buffett không mua một mã nào. Vì sao? Bởi vì ông không hiểu làm sao mà một cái công ty như vậy mà có thể có một cái giá như vậy, ông không hiểu nổi. Và có nhiều công ty không hiểu cái mô hình kinh doanh của họ nên ông ấy không tham gia. Thì có thể nói là may cho ông, nhưng mà không phải là may, vì đó là cái chiến lược đầu tư của ông là phải hiểu rõ về một cái công ty và mình có dự định là mình sẽ giữ lâu dài. Bậc thầy của ông ấy tên là Benjamin Graham, cũng là một người đã đóng góp rất là nhiều về cái lý thuyết về đầu tư giá trị và đầu tư dài hạn. Thì ông Benjamin Graham, ông ấy có một cách giải thích là khi mà ông ấy chọn một cái cổ phiếu nào đó, ông phải chắc rằng cái giá trị thật của công ty đó là cao hơn
ít nhất là 50% so với giá trị hiện tại thì mới cảm thấy là an toàn để đầu tư. Đó, tức là trừ hao có thể là tính sai, phải 50% cao hơn giá trị hiện tại thì mới an toàn để đầu tư. Thì có thể là chúng ta cảm thấy là cái điều đó rất là khó, làm sao mà tìm ra những cái ví dụ mà một cái công ty nó chênh lệch nhiều như thế. Bây giờ David cũng kể một hai ví dụ thực tế. Chúng ta biết một điều chắc chắn về thị trường. Trong tương lai, có ai biết không, tháng sau thì thị trường lên hay xuống? Bây giờ chúng ta chọn, ai cho rằng thị trường sẽ lên trong một tháng sau? Để ta lên. Ai cho rằng thị trường sẽ xuống? Có ai cho rằng thị trường sẽ dao động? Ok, có một điều chắc chắn là thị trường sẽ dao động. Lên hay xuống thì chúng ta không biết, nhưng mà chắc chắn là dao động. Có một điều chắc chắn. Nhưng mà chính trong cái sự dao động đó sẽ có những cái lúc mà những cái cổ phiếu blue chip, những cái cổ phiếu có cơ bản tốt lại có giá mềm. Lại có giá mềm một cách bất ngờ. Ví dụ vừa rồi có công ty Kendo, là một cái công ty khá là thành công, nổi tiếng, kinh doanh ổn định, giá cổ phiếu xuống còn 23. Thị trường rất là bi quan, giá cổ phiếu Kendo xuống còn 23. Một tháng sau, chỉ một tháng sau thôi, lại giá đã lên 32. Có những cái cơ hội là trong một tháng là tăng 50%. Một cái ví dụ khác không phải là trong một tháng, đó là công ty Vinamilk. Đầu năm 2009, giá cổ phiếu Vinamilk là khoảng 20, để xem, có 24, 25. Nếu mà lúc đó khi mà thị trường rất là bi quan, thị trường đang dao động và đang đi xuống, mà mình mua vào, thì trong 3 năm tiếp theo mình đã lời trung bình mỗi năm là 55%. Nên cái điều mà mình kiếm một cái công ty mà có khả năng là nó bị đánh giá sai, không phải là không có, và cũng không phải là những cái cổ phiếu mà chưa ai biết tên tuổi của nó và nó là vốn hóa 10 tỷ ở đâu đó trên núi. Không có. Có những cái mã cổ phiếu rất là nổi tiếng và rất là lớn, đôi lúc thị trường đánh giá sai. Mà làm sao để chúng ta phân biệt thị trường đánh giá sai thì chút nữa David sẽ nói. Chuyện đó thì không đơn giản nhưng mà có một vài cách. Ok, quay lại, có 3 yếu tố mà hôm nay chúng ta nói. Một là không để mất tiền, không muốn để mất tiền thì chúng ta không đầu cơ mà chúng ta hãy đầu tư. Chọn kỹ, thận trọng và trừ hao và mua để mình giữ lâu dài. Nếu mình đã mua Vinamilk vào năm 2007, khi mà thị trường nóng, sau đó thị trường đi xuống, đến 2009 thì mình đã mất khá nhiều tiền. Nếu mình không kiên nhẫn, chờ đợi, nếu mình chỉ nhìn thị trường mà không nhìn công ty đó hoạt động như thế nào thì mình đã bán ra và mình đã lỗ. Còn nếu mà 2007 mình mua lúc mà đỉnh cao mà mình giữ trong 3 năm, 4 năm, 5 năm thì mình vẫn lời. Ok. Rồi qua cái đề tài thứ hai là giảm chi phí khi mình đầu tư. Thứ nhất là mình nói về vấn đề giao dịch thường xuyên thì sẽ phát sinh thêm chi phí. Và chắc chắn một điều, khi mình giao dịch thường xuyên thì chỉ có một điều chắc chắn là cái lãi của mình sẽ giảm. Ok. Cái này mình không phải giải thích nhiều vì nó cũng là đương nhiên. Nhưng mà chúng ta, con người thích mạo hiểm thì có thể là chúng ta có thói quen là muốn đầu cơ, muốn giao dịch thường xuyên. Đừng làm như thế. Cái vấn đề thứ hai là ký quỹ. Chúng ta đừng dùng ký quỹ. Cái này David nói với đa số. Dĩ nhiên là sẽ có một vài trường hợp, nhưng mà ở đây là David nói với đa số. Và với chính bản thân mình, đừng dùng ký quỹ. Tại sao? Thứ nhất là dùng ký quỹ là dùng cái vốn của mình đánh cược. Mình khó mà bảo toàn vốn. Nếu mà thị trường đi xuống, mình không chủ động về cái giá bán và lúc bán. Cái vấn đề thứ hai á, là khi mình dùng ký quỹ thì cái cổ phiếu mà mình mua nó phải tăng ít nhất là 25% trong một năm thì mới hòa vốn, đúng không? Bởi vì đa phần các công ty chứng khoán sẽ có cái lãi suất là khoảng 25% một năm, nếu mà tính ra họ tính theo ngày đó. Chúng ta phải giá cổ phiếu phải tăng 25% một năm mới hòa vốn. Nên nói chung là chúng ta không dùng ký quỹ nếu mà chúng ta muốn bảo toàn vốn và chúng ta muốn giảm cái chi phí. Và cái vấn đề thứ ba là đa dạng hóa danh mục.
nếu mà chúng ta không có thời gian để nghiên cứu kỹ các cổ phiếu và tự quản lý danh mục của mình thì chúng ta hãy mua chứng chỉ quỹ. Hoặc là sau này mình có những cái quỹ về chỉ số, mình đầu tư chỉ số là một cách an toàn. Okay. Bây giờ mình tới cái đề tài thứ ba là kế hoạch đầu tư. Cái này rất là quan trọng bởi vì cái chính để mình thành công trong đầu tư là mình phải có cái nguyên tắc và cái kỷ luật cho bản thân. Mình không mua theo cảm tính, mình không bán theo cảm tính. Mình quay lại cái một vài lời đề nghị của Warren Buffett và Benjamin Graham. Warren Buffett thì nói là khi mà mọi người đang sợ hãi thì mình hãy tham lam. Và khi mà mọi người đang tham lam thì mình hãy sợ hãi. Thứ nhất là mình phải biết là mình không phải là chạy theo mọi người. Chạy theo mọi người thì làm sao mình có được những cái cơ hội khác mọi người. Cái cách mà ông Benjamin Graham nói thì nó lại khác một chút. Ông nói là hãy mua từ những người bi quan và hãy bán cho những người lạc quan. Hãy mua từ những người bi quan và hãy bán cho những người lạc quan. Có nghĩa là lúc mà thị trường bi quan, đó là thời điểm phù hợp để mình xem xét mua vào. Lúc mà thị trường lạc quan là lúc để mình xem xét mình bán ra. Không hẳn là mua vào và không hẳn là bán ra, nhưng mà chúng ta xem xét kỹ, tìm cơ hội mua vào và cơ hội bán ra. Ok. Có một cái phương pháp do ông Graham làm cho nó phổ biến gọi là Dollar Cost Averaging. Đây là một cái chiến lược đầu tư khá là đơn giản và rất là dễ thực hiện. Là nếu mà chúng ta đi làm và có một chút tiền để dành hàng tháng hay là hàng năm, thì chúng ta có một cái số tiền cố định là chúng ta để dành cho việc đầu tư chứng khoán. Cố định một tháng hay là một quý hay là một năm bao nhiêu, là chúng ta sẽ cứ mỗi tháng hay là cứ mỗi quý, cứ mỗi năm là đầu tư bấy nhiêu. Lúc mà thị trường thấp thì cái lượng mà chúng ta mua vào sẽ nhiều hơn. Lúc mà thị trường nóng thì cái lượng mà chúng ta mua được là ít hơn. Hoặc là nếu mà thị trường quá nóng thì chúng ta không mua, thậm chí có thể bán. Đó. Thì đây là cái phương pháp, nói lại một cách ngắn gọn và đơn giản là chúng ta có một cái số tiền cố định hàng tháng, hàng quý là chúng ta cứ đầu tư và cứ giữ cổ phiếu cho một thời gian dài, mấy năm. Ok. Và cái điều cuối cùng nói về kế hoạch đầu tư thì chúng ta hãy viết ra. Nếu mà kế hoạch trong đầu á thì rất là dễ thay đổi. Hồi đó trước khi mình lỗ nặng á, mình lời to và mình đã có cái kế hoạch trong đầu là đến mức nào mình phải chốt lời. Mình đầu tư cẩn thận, chọn cổ phiếu mình nghiên cứu. Cuối cùng là trong một năm mình lời 30%. Lúc đó thì bên Mỹ thì có thể là thị trường chỉ lên khoảng 10%. Thì có thể là có phần hơn, nhưng mà cũng có phần mình nghiên cứu. Thì vừa may vừa nghiên cứu. Thì mình đến cái lúc đó mình nghĩ là phải chốt lời. Giá này là quá cao rồi. Và mình đã có cái mức rồi, nhưng mà mình không chịu bán. Mình không chịu bán mà mình lại thôi, liều luôn. Mình bắt đầu đầu cơ. Nếu mình đã giữ được cái kế hoạch đó, chốt lời ở mức nào, giữ trong bao lâu, thì mình đã tránh được một cái kinh nghiệm hơi hơi cay đắng. Mình phải những cái kinh nghiệm của mình, có những cái mình học được qua cái thành công và có những cái mình học được qua cái thất bại. Đó, thì có một lần mình phải học qua cái thất bại là mình có kế hoạch trong đầu nhưng mà không viết ra, nên chỉ cần bà xã nói thôi anh cố gắng đạt mức cao hơn đi, mình nghe theo liền. Trời ơi, siêu lòng. Mà mình cũng tham lam. Đó. Thì mình có kế hoạch mình đầu tư mã nào, tại sao, mình phải nói rõ cơ sở của mình để chọn mã này, về cái định hướng doanh nghiệp, về cái khả năng tăng trưởng, về cái chất lượng lãnh đạo, công ty đó có tập trung một cái kinh doanh cốt lõi của nó hay không, và những cái chỉ số cơ bản của nó. Mình không cần phân tích quá chuyên môn, tỷ lệ P trên E, giá trên thu nhập, hoặc là giá trên sổ sách cũng là những cái mà chúng ta có thể dùng để mà chúng ta tham khảo đầu tiên, và chúng ta sau đó là sẽ đào sâu hơn vào con số. Chúng ta đưa ra cái cơ sở rõ ràng tại sao tôi chọn mã này, ghi rõ ra và tôi dự kiến là sẽ giữ trong bao lâu, và cái chiến lược tôi sẽ chốt lời như thế nào, là tôi sẽ thoát hàng như thế nào và điều chỉnh danh mục như thế nào, khi nào mua vào thêm, khi nào bán ra, bán mất ra. Chúng ta viết ra kế hoạch, chúng ta nếu mà cần thiết thì chúng ta ký tên luôn. Đó. Vừa rồi thì tôi cũng phải làm như thế bởi vì
Cái này cũng cũng ngạc nhiên, bởi vì mình vừa rồi mình cũng có một bài mã mình chọn tốt, có vài mã mình chọn không tốt. Thì cuối cùng mình viết ra một kế hoạch, mình thấy là trời ơi, đúng là có những cái mình vẫn còn liều. Tưởng là cái liều đó mình đã bỏ đi mấy năm rồi. Nhưng mà khi mà phân tích lại cái danh mục của bản thân mình thấy là mã này mình không có cơ sở. Thôi, không được, không chơi mã này nữa. Đó, thì chúng ta hãy làm một cái kế hoạch rõ ràng và chúng ta viết ra. Thì chúng ta bảo vệ cái tài sản của mình và chúng ta bảo vệ cái thói quen. Bởi vì chúng ta đã là con người thì rất là dễ có cảm tính và rất là dễ làm theo cảm tính. Ok, thì bây giờ mình lặp lại ba điều mà David muốn lưu ý mọi người hôm nay. Một là không để mất tiền bằng cách là chúng ta không đầu cơ. Cái thứ hai là chúng ta giảm chi phí bằng cách là chúng ta không giao dịch thường xuyên và chúng ta tránh dùng ký quỹ. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta đầu tư có kế hoạch. Cái điều cuối cùng, bởi vì chắc chắn là mọi người cũng muốn là mình phải nói cho họ biết là mã nào, ngành nào, thì rất là xin lỗi là hôm nay mình sẽ chưa nói đến cái vấn đề đó được. Nhưng mà chỉ nói một cái chung là chính bản thân mình tin tưởng là thị trường về lâu dài sẽ đi lên, và chính bản thân mình tiếp tục đầu tư. Nếu mình kiên nhẫn, mình không cần phải lợi cho một tháng hay là một năm, nhưng mà có thể chờ 3 năm, 5 năm. Thì thị trường bây giờ có rất là nhiều cơ hội tốt để đầu tư. Hiện nay, trong 700 công ty niêm yết, gần 700 công ty niêm yết, thì có trên 300 công ty mà giá trên thu nhập là 5 chấm trở xuống. 300 công ty. Mức trung bình của thị trường bây giờ là khoảng 9 chấm, và có 300 công ty là 5 chấm. Cái giá trên sổ sách thì có cũng khoảng 300 công ty mà giá trên sổ sách là chỉ có 0.5 trở xuống. Đồng thời cũng có khoảng trên 300 công ty mà cái tỷ suất cổ tức là trên 10%. Hiện nay vẫn có rất nhiều cơ hội, mặc dù là thị trường sẽ tiếp tục dao động, thì chúng ta hãy thận trọng nhưng không sợ hãi. Khi mọi người đang sợ hãi thì chúng ta hãy tham lam một chút. Khi mà mọi người bi quan thì chúng ta hãy lạc quan mua vào. Đó. Thì rất là cảm ơn các quý vị đã nghe những cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ hôm nay, và chúc các quý vị đầu tư thành công. Xin cảm ơn David Jensen. Quý vị nào còn thận trọng hoặc là sợ hãi, xin vui lòng cho câu hỏi dành cho David. Chúng ta còn vài phút cho David ạ. Okay. Xin mời câu hỏi đầu tiên, xin mời anh, mời chị. Chào anh David, thì cho em hỏi là hiện tại thị trường có một số mã cổ phiếu nó ví dụ như là 1.3 thì một số người nói là nếu mà nó thấp quá như vậy thì trong tình hình này nó có thể là được remove ra khỏi sàn. Như vậy thì nếu có an toàn không, nếu mình bây giờ mình mua nói những cổ phiếu thấp như vậy ạ? Cảm ơn em, câu hỏi rất là tốt. Thật ra là không có một cái giá cổ phiếu nào là đúng để mình mua vào, mình phải coi thực tế của công ty đó. Dĩ nhiên là giá 1 chấm thì nghe hấp dẫn, nhưng mà mình phải coi thực tế cái công ty đó có sinh lời hay không. Mình phải coi cái báo cáo tài chính của công ty đó quý này hay là năm nay có điển hình cho những năm qua và những quý qua hay không. Một cái công ty rất là dễ làm cho cái số nó đẹp hoặc là xấu đi theo báo cáo hàng quý hàng năm, nên mình phải coi kỹ báo cáo tài chính của công ty đó, cái kế hoạch tăng trưởng, kế hoạch phát triển của công ty đó. Còn nó là giá cổ phiếu 1.000 hay là 100.000 hay là bao nhiêu không quan trọng. Mình phải coi cái triển vọng của công ty đó, cái dòng tiền hiện tại và trong tương lai của công ty đó thì có đáng để mà mua vào hay không. Có những cái mình cũng trả lời luôn là có những cái mã mà 2.000 tôi không mua, chắc chắn là không mua, cho dù là giá rất là thấp và không có sợ hủy niêm yết. Nhưng mà có những cái cổ phiếu giá rất là thấp tôi không sợ, có thể mua được, bởi vì công ty đó ổn định. Ok. Xin cảm ơn David. Một câu hỏi nữa ạ. Xin chào anh David và cảm ơn chia sẻ của anh về ý kiến đầu tư. Thì tôi được biết được ở Mỹ có dạng đầu tư làm life cycle fund, thì nó dành cho những người bận rộn, ít kiến thức về đầu tư và để tự động hóa. Thì không biết ý kiến của anh về cái life cycle fund này như thế nào, và ở Việt Nam mình có thể tìm hình thức life cycle fund ở đâu? Xin lỗi, cái câu hỏi của
À, cô em có thể lặp lại một lần nữa không? Mình nghe ý kiến của anh về hình thức life cycle fund như thế nào? Và ở Việt Nam mình có thể tìm hình thức này ở đâu? Ý kiến của anh về life cycle fund? Yes. À, mình phải nói thật là cái này mình không có chuyên sâu. Nên chắc là câu hỏi này mình sẽ để cho cái anh tiếp theo. Là anh Thắng bên HSC sẽ có nhiều ý kiến hơn. Vâng, cảm ơn. Chào bạn David ạ. Mình rất là tò mò muốn hỏi một điều là bạn đã áp dụng ba cái cách thức này tại thị trường Việt Nam chưa? Và nếu bạn áp dụng rồi thì cái khả năng sinh lời của bạn là nó như thế nào? Cảm ơn bạn. Ủa, bạn đang ở đâu? Mình không thấy. À, chào anh. Ok, thì mình cũng nói rất là thẳng với mọi người là trong thời gian qua, để xem, trong một năm rưỡi, hai năm qua mình lỗ một chút, lỗ không nhiều. Nhưng mà mình cũng nói chung là mình cố gắng mình đầu tư đều và mình tăng cái mức mình đầu tư khi mà thị trường tương đối là thấp. Nhưng mà cái phương pháp mà dollar cost averaging, mình chỉ cần là thị trường dao động là nó sẽ có lợi ích cho mình, bởi vì nó sẽ tập trung cái lượng nhiều hơn khi mà thị trường đang thấp, là giá đang thấp. Bản thân mình thì có thể là lỗ một chút, nhưng mà có thể là cái mức mình lỗ thì nó chưa có nặng như là cái thị trường nói chung. Okay. Là bởi vì như thế này, mình cũng áp dụng cái cách này, cái cách một và cách hai, cách đây 2 năm mình mua một cái mã cổ phiếu, nhưng đến bây giờ thì mình vẫn đang trắng tay và mình cảm thấy nó không còn hy vọng nào để mã cổ phiếu lên nữa. Và thậm chí nó có thể nó còn phá sản và mình mất hết tiền. Cảm ơn bạn. Ok, đó là một cái câu hỏi rất là tốt. Chắc chắn là nếu mình chỉ dựa trên một cổ phiếu, thậm chí 2-3 cổ phiếu thì có thể là mình sẽ bị mất, mình sẽ bị trắng tay. Nên mình quay lại cái câu chuyện là nếu mình có đủ thời gian để mình nghiên cứu sâu và đa dạng hóa danh mục của mình thì mình hãy làm. Còn không thì mình hãy đầu tư vào một cái chứng chỉ quỹ hay là đầu vào chỉ số. Bởi vì chắc chắn là nếu mình đầu tư chỉ số theo hình thức này thì sẽ không thể trắng tay được. Nhưng mà một công ty có thể phá sản hay là một công ty có thể mất giá trị cổ phiếu rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn phần trình bày và chia sẻ của David Jensen. Chắc là anh cũng sẽ rất là sẵn lòng chia sẻ những ý kiến của mình sau hội thảo. Nếu quý vị còn có thêm câu hỏi, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến diễn giả tiếp theo. Xin cảm ơn anh David.